Chương trình Năng động du lịch Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là những thông tin du lịch và giải trí đáng chú ý. Công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist vừa khánh thành tour mới Đà Nẵng, khu du lịch Bà Nà, thành phố của những kỷ lục, khởi hành định kỳ thứ 2, thứ 4, thứ 7 hàng tuần để phục vụ nhu cầu của quý khách tới Đà Nẵng chiêm ngưỡng những kỷ lục thế giới mới. Tuyến cáp treo Bà Nà Suối Mơ được tổ chức Guinness công nhận là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới, 5.042,62 m, đồng thời có độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới, 1.291,81 m. Du khách sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng cùng Sài Gòn Tourist trong 3 ngày, thưởng lãm những kỷ lục độc đáo ở Đà Nẵng. Một trong những tượng Phật Thích Ca tọa thiền lớn nhất châu Á ở chùa Linh Ứng, cầu Thuận Phước, cây cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam. Dạo bộ tham quan khu phố cổ Hội An về đêm với những phố đèn lồng đủ màu sắc soi bóng xuống sông Hoài thơ mộng. Bên cạnh đó, Sài Gòn Tourist còn triển khai các tour du lịch tiết kiệm Đà Nẵng Huế Hội An và Đà Nẵng Hội An Cố đô Huế Động Phong Nha. Hãng hàng không Qatar Airways là hãng hàng không trẻ nhưng là một trong những hãng có tốc độ phát triển tăng nhanh nhất trên thế giới. Hãng này vừa có kế hoạch mở thêm tuyến bay mới để phục vụ hành khách. Cùng với việc thay đổi biểu tượng mới và tăng thêm các chuyến bay đến hơn 100 điểm đến ở hơn 40 quốc gia khắp thế giới, gần đây nhất hãng hàng không Qatar khai trương tuyến bay đến Houston, Mỹ vào cuối tháng 3 năm 2009. Thêm vào đó, hãng đang lên kế hoạch mở thêm các tuyến bay mới khác đến Úc như Sydney, Melbourne và Ấn Độ như Goa, Amritsar. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2009, hãng hàng không Qatar Airways áp dụng các mức giá mới với thuế hàng không khá cạnh tranh như giá vé khứ hồi Hồ Chí Minh, Moscow là 684 đô la, Hồ Chí Minh, Paris, Frankfurt, London, Roma là 695 đô la, Hồ Chí Minh, Athens, Madrid, Milano, Munich, Stockholm là 789 đô la, Hồ Chí Minh, Manchester, Viên là 847 đô la, Hồ Chí Minh, Geneva, Zurich, Istanbul là 800 đô la. Giá của tất cả các loại vé kể trên chưa bao gồm thuế và phụ thu. Đông Tà Tây Độc, bộ phim được liệt vào hàng kinh điển của điện ảnh Hồng Kông, được đánh giá là một trong những phim xuất sắc nhất của Vương Gia Vệ, sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 3 tháng 4 năm 2009 tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Đạo diễn Vương Gia Vệ làm lại Đông Tà Tây Độc với tên gọi Ash of Time Redux, nghĩa là cát bụi thời gian. Ngoài sự thay đổi về nội dung, đạo diễn Vương Gia Vệ còn kết hợp những kỹ xảo điện ảnh đẹp mắt cho cả bộ phim. Bên cạnh đó, đạo diễn còn mời nhạc sĩ Mã Hữu Hữu hợp tác viết 7 bài nhạc phim, tạo nét chấm phá mới cho một bộ phim được làm lại từ một tác phẩm kinh điển cách đây 15 năm. Vì thế, bộ phim này mang một ý nghĩa rất sâu xa. Project House Limited đã không tiếc tiền của khi đầu tư cho bộ phim với số vốn lên đến 10 triệu đô la Hồng Kông. Ngay từ khi những thông tin đầu tiên về sự trở lại của bộ phim được công bố, Đông Tà Tây Độc đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới phê bình. Bộ phim đã xuất hiện ở những sự kiện điện ảnh lớn nhất năm 2008 như Cannes và Toronto. Dù không đạt được giải thưởng nào của Liên hoan phim Cannes, nhưng bộ phim đã nhận được sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ. Thưa quý vị và các bạn, giữa lòng Sài Gòn trong nhịp sống tất bật và hối hả, có bao giờ chúng ta ngồi lặng yên nghe âm thanh tích tắc từ đồng hồ phát ra và cảm nhận từng giây phút trôi qua? Hôm nay, chuyên mục Ấn tượng Việt Nam xin mời các bạn đến nơi mà tiếng đồng hồ rộn lên những bản nhạc tựa như một dàn nhạc giao hưởng đang hòa tấu. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang đứng trước ngôi nhà xinh xắn của họa sĩ Đỗ Duy Ngọc, người có bộ sưu tập đồng hồ lớn nhất Việt Nam. Và quý vị biết không, nơi đây còn được xem là một bảo tàng đồng hồ rất là độc đáo. Và bây giờ tôi đang rất nóng lòng để khám phá. Vâng, xin chào chú ạ. Vâng, tụi cháu đến từ chương trình Năng động du lịch. Hôm nay tụi cháu muốn khám phá một số đồng hồ cổ ở nhà chú. Mong rằng chú sẽ phải thầy giúp đỡ chú cháu đúng không ạ? Xin mời bạn. Bộ sưu tập đồng hồ của họa sĩ Đỗ Duy Ngọc có đủ các chủng loại, kiểu dáng, cấu trúc và niên hiệu với số lượng lên đến 750 chiếc, được chế tạo từ nhiều nước trên thế giới. Đỗ Duy Ngọc đã bắt đầu niềm đam mê sưu tập đồng hồ từ cách đây 30 năm. Năm 2003, bộ sưu tập đồng hồ của anh được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cấp giấy chứng nhận kỷ lục.
Đến nay, số lượng đồng hồ đã tăng lên nhiều lần với nhiều chủng loại. Loại chạy bằng quả tạ, loại chạy bằng dây xích, loại lên dây thiều bằng tay. Để có bộ sưu tập như bây giờ, anh đã rất vất vả và kiên nhẫn. 30 năm, anh phải chịu khó đi nhiều nơi, tìm tòi và bỏ ra rất nhiều công sức. Mỗi lần tìm được một chiếc đồng hồ là mình như được tiếp thêm sức mạnh, anh nói. Bộ sưu tập đồng hồ nó làm cho con người ta biết giữ thật và tôn trọng thời gian hơn. Bởi vì không ai thắng nổi hai chiếc kim của đồng hồ. Những cái tiếng tích tắc là những cái tiếng mà nó báo hiệu thời gian đã đi qua. Mà khi thời gian đã đi qua tức là mình sẽ không níu lại được nữa. Nên chơi đồng hồ tức là mình níu lại cái thời gian, mình trân trọng cái thời gian. Và những chiếc đồng hồ trở thành những người bạn của mình. Những tiếng tích tắc của đồng hồ giống như là hơi thở của người bạn của mình vậy. Cho nên ở đây cái nào tôi cũng có nhiều kỷ niệm, cái nào cũng có những cái niềm vui. Và tôi phân biệt được từng tiếng gõ của những chiếc đồng hồ một, cũng giống như là biết tính tình của những người bạn của mình. Những chiếc đồng hồ này làm cho con người ta cảm thấy cuộc đời còn có ý nghĩa hơn và tránh được những cái stress ở trong cuộc sống. Những cái ồn ào của cuộc đời khi bước vào trong gian phòng này, chúng ta sẽ nghe tiếng của thời gian nó gõ, tiếng điểm nhịp của thời gian, và từ đó chúng ta sẽ trân trọng cuộc sống hơn. Quý vị và các bạn thân mến, sau một ngày với bộn bề công việc trở về với thế giới đồng hồ của mình, chắc hẳn họa sĩ Đỗ Duy Ngọc đã xem những chiếc đồng hồ này như là những người bạn tâm giao không thể thiếu. Và dường như đối với họa sĩ, thời gian không mất đi mà đã được tồn tại và lưu giữ trong chính ngôi nhà của mình. Xin được cảm ơn họa sĩ ngày hôm nay rất là nhiều và xin được chúc cho bộ sưu tập của họa sĩ ngày sẽ càng phong phú hơn nữa. Xin chào. Sau đây là bảng giá một số tour tuyến của các hãng dịch vụ lữ hành và thông tin giải trí mà chúng tôi đã cập nhật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Năng động du lịch Việt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Mọi ý kiến đóng góp hãy gọi 1900 5999 57.